Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trong cuộc đời đã rất nhiều lần chúng ta phải chọn lựa, và đã chọn lựa thì phải từ bỏ, chọn cái này phải bỏ cái kia, từ bỏ những gì không cần thiết, từ bỏ những gì cản trở cho lý tưởng sống. Và từ bỏ cũng là điều mà lời Chúa muốn nhắn gửi chúng ta trong Chúa Nhật thứ 13 này. Để được làm môn đệ của Chúa, điều kiện tiên quyết không thể thiếu đó là từ bỏ. Từ bỏ quá khứ, từ bỏ quyến rũ của trần gian, từ bỏ những gì cản trở chúng ta tiến về quê trời. Và ngay giờ phút này chúng ta cũng hãy từ bỏ mọi bận rộn của cuộc sống để tập trung tham dự thánh lễ sốt sắng, hiệp ý với nhóm lòng thương xót và nhóm cầu nguyện, cầu cho các linh hồn, hiệp ý với gia tộc thánh toán, cầu xin ơn bình an, cầu cho người sống cũng như kẻ chết, hiệp ý dâng lời tạ ơn Chúa, cầu cho các linh hồn gia tiên, linh hồn Teresa, các linh hồn mồ côi, các thai nhi, linh hồn Vicente, Teresa, Francisco, lễ dỗ linh hồn Pedro và Maria, dỗ 1 năm linh hồn Francisco Xavier và dỗ 10 năm linh hồn Maria. Tôi thu nhận xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người tin tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúa xóa tội trần gian,
xin nhâm lời chúng con cầu cần. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lời Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng, chỉ có Chúa là chỉ có Chúa là đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rũ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử, để chúng con trở thành con cái ánh sáng. Xin đừng để chúng con xa vào cánh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn rằng người ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và yên tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Elia rằng: Elise, con ông Sa-phát, người ở A-ben-me-hu-la, ngươi hãy sức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi. Elia ra đi tìm gặp Elise con ông Sa-phát đang cày ruộng với 12 cặp bò. Chính ông đang dẫn cày cặp thứ 12. Khi Elia đến trước ông thì đặt áo choàng mình trên ông. Lập tức ông bỏ lại và chạy theo Elia mà nói rằng: tôi xin đi hôn cha mẹ tôi, rồi tôi theo ngài. Elia nói với ông: ngươi đi đi, rồi trở lại, ta có làm gì ngươi đâu. Elise rời Elia, rồi bắt một đôi bò làm thịt, lấy cầy làm củi đốt quay thịt cho dân ăn. Đoạn ông đi theo làm đầy tớ Elia. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con. Lạy Thiên Chúa, xin bao toàn con, vì con trông cậy vào Chúa. Con thưa cùng Chúa, ngài là Chúa của con, Chúa là gia nghiệp, là phần trên của con. Chính ngài nắm giữ vận mạng con. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con chúc tụng Chúa đã dạy bảo con ngay cả lúc lòng dạ con cũng luôn nhắc nhủ. Con luôn giữ Chúa trước mặt
vì có Ngài ngự bên hữu, con chẳng nao núng gì. Lạy Chúa, Chúa là Phật gia niệm của con. Bởi thế tâm hồn con vui mừng, lòng dạ con hoan hỷ, ngay cả thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi thân con trong âm phủ, cũng không để thánh nhân Ngài thấy cảnh hư nát trong mồ. Lạy Chúa, Chúa là Phật gia niệm của con. Chúa sẽ chỉ cho con nẻo đường sự sống, niềm vui thỏa trước tôn nhan Ngài, nguồn hoan hỷ bên hữu Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa, Chúa là Phật gia niệm của con. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới ách nô lệ một lần nữa. Hỡi anh em được tự do, nhưng đừng lấy nê tự do mà sống theo xác thịt. Trái lại, anh em hãy lấy bác ái của Thánh Thần mà phục vụ lẫn nhau. Vì chưng tất cả lề luật tóm lại trong lời này: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Nhưng nếu anh em cắn xé và phân thây nhau, anh em hãy coi chừng kẻo hủy diệt nhau. Tôi nói điều này là anh em hãy sống theo thần trí và đừng tìm thỏa mãn theo đam mê xác thịt nữa. Vì đam mê xác thịt thì chống thần trí, và thần trí thì chống lại xác thịt. Giữa đôi bên có sự chống đối nhau, khiến anh em không thi hành được những điều anh em mong muốn. Nhưng nếu anh em được thần trí hướng dẫn, anh em không còn sống dưới lề luật nữa. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Jerusalem và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Jerusalem.
Thấy vậy, hai môn đệ Gia-cô-bê và Gioan thưa người rằng: Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu hủy chúng không? Nhưng người quay lại của trách các ông rằng: Các con không biết thần trí nào xúi dục mình. Con người đến không phải để giết nhưng để cứu chữa người ta. Và các ngài đi tới một làng khác. Đang khi đi đường có kẻ thưa người rằng: Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy. Chúa Giê-xu bảo người ấy rằng: Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có nơi gối đầu. Người bảo một kẻ khác rằng: Hãy theo ta. Người ấy thưa: Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng người đáp: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, phần con hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa. Một người khác thưa người rằng: Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã. Nhưng Chúa Giê-xu đáp: Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Nước Do Thái nó chảy dài dọc theo biển Địa Trung Hải giống như bản đồ Việt Nam. Và có một con sông duy nhất là sông Giô-đan chảy dài từ Bắc xuống Nam như một chiếc xương sống. Đến giữa miền Bắc thì sông Giô-đan phình to ra thành một cái hồ rất lớn gọi là biển hồ Ga-li-lê. Rồi xuống đến miền Nam, sông Giô-đan lại phình to ra thành cái hồ thứ hai gọi là biển chết. Như vậy, cả hai biển hồ này đều nhận nước của dòng sông Giô-đan. Nhưng mà điều kỳ lạ là nước sông Giô-đan từ miền Bắc chảy vào biển hồ Ga-li-lê, rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch tưới tiêu cho cây cối khắp miền Bắc. Nhờ vậy mà nước trong biển hồ này luôn sạch, trong xanh và mang lại sự sống cho cây cối, cho muôn thú và cho con người. Rồi nước từ biển hồ Ga-li-lê lại tiếp tục theo sông Giô-đan chảy xuống miền Nam, chảy vào biển chết. Biển chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẻ, không chảy đi đâu nữa hết. Cho nên nước trong biển chết trở nên mặn chát, đúng như tên gọi, không có một loại cá nào có thể sống nổi ở trong hồ, và chung quanh hồ cũng không có cây cối nào mọc được. Cả hai biển hồ Ga-li-lê và biển chết đều nhận nước của sông Giô-đan, nhưng một hồ nhận nước rồi ban phát đi các nơi nên nước trong xanh, ngon ngọt, đầy sự sống. Còn biển chết cũng nhận nước của sông Giô-đan, nhưng nhận rồi giữ riêng lại cho mình, nên nước trở nên thứ nước mặn chát, đem lại chết chóc. Đó cũng là một định lý trong cuộc sống, có cho đi thì mới được lãnh nhận. Người có tâm hồn quảng đại trao ban thì mới có cơ hội đón nhận niềm vui và hạnh phúc của cuộc sống. Vì vậy mà thật bất hạnh cho những ai cả cuộc đời chỉ biết bo bo giữ riêng cho mình. Sự sống trong họ rồi cũng sẽ chết dần chết mòn như nước trong lòng biển chết. Và thật là hạnh phúc cho những ai biết trao ban, cuộc sống của họ sẽ mãi mãi lan tỏa và dồi dào sức sống như biển hồ Ga-li-lê. Đó chính là cung cách sống của Chúa Giê-xu. Ngài đã sống một cuộc sống thanh thoát khỏi những tiện nghi vật chất. Ngài đã chấp nhận cuộc sống bấp bênh, nay đây mai đó, đến độ không có nơi gối đầu. Ngài đã đi vào cuộc đời với cảnh nghèo khó khốn cùng trong thân phận người nghèo, sinh vô gia cư, chết vô địa táng. Ngài đã sống một cuộc đời cho đi tình yêu, cho đi cả tính mạng của mình vì người mình yêu. Ngài đã bỏ lại tình yêu của gia đình, của xóm làng để ra đi rao truyền chân lý, để tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa Cha. Và Ngài muốn những ai muốn theo Ngài thì cũng phải có tinh thần từ bỏ như vậy. Trong đoạn tin mừng hôm nay, qua câu chuyện của ba người muốn làm môn đệ của Chúa,
càng minh họa rõ hơn về việc từ bỏ và vác thập giá mà theo Chúa. Người thứ nhất tự ý đến xin theo Chúa, thầy ở đâu con cũng theo đó. Thì Chúa Giêsu đã cho anh ta thấy là theo Ngài thì phải chấp nhận những khó khăn trong cuộc sống, kể cả không có chỗ mà gối đầu, chẳng sung sướng gì đâu. Với người thứ hai thì chính Chúa gọi anh ta trước, hãy theo ta. Anh ta không từ chối, nhưng xin về chôn cất cha mình trước đã. Chúa không chấp nhận cái sự trì hoãn đó. Báo hiếu cha mẹ là việc tốt, nhưng phải đặt tất cả mọi sự dưới một bổn phận quan trọng hơn, đó là đi loan báo triều đại của nước Chúa. Rồi người thứ ba cũng tự ý đến xin đi theo Chúa, nhưng mà xin về từ giã gia đình đã. Cái đòi hỏi này cũng không có gì là quá đáng, nhưng mà Chúa cũng nhắc anh ta là phải dứt khoát, phải dấn thân theo Chúa thì không được trì hoãn, không được quyền quyến luyến quá khứ. Ngày nay Thiên Chúa vẫn còn chọn và kêu gọi chúng ta theo Chúa. Mỗi người có hoàn cảnh, có tâm trạng riêng, nhưng mà dù ở hoàn cảnh nào thì Chúa cũng đòi một sự chọn lựa căn bản, dấn thân theo Ngài trọn vẹn. Có lẽ nhiều khi chúng ta muốn theo Chúa đó, nhưng mà còn chần chừ như ba người thanh niên trên. Nghe chuông nhà thờ biết là đến giờ lễ, nhưng mà từ từ đã, để xem hết trận đá banh này đã, để xem hết cuốn phim này đã đăng hay. Biết là theo Chúa thì phải từ bỏ những mối tình ngang trái, những quan hệ bất chính, nhưng mà từ từ đã, để vui hết tuổi trẻ đã, rồi sẽ theo Chúa sau. Việc dấn thân theo Chúa phải là một chọn lựa ưu tiên, vượt trên mọi quyền lợi khác. Và khi dấn thân theo Chúa, chúng ta phải chấp nhận một sự bất an, một sự mất mát, một sự thua thiệt nào đó do cuộc sống mang lại. Nhưng mà đền bù lại, chúng ta đã có Chúa là tất cả để bù đắp lại những thua thiệt của chúng ta. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, còn mọi sự khác Ngài sẽ ban cho sau. Còn anh, hãy đi loan báo triều đại của Thiên Chúa. Tôi tin kinh. Thank you.
chị em thân mến, trung thành theo Chúa đến cùng, bất chấp mọi thử thách gian nan, đó là lý tưởng của người Kitô hữu. Luôn tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Hội thánh có sứ mạng củng cố đức tin cho người Kitô hữu trên toàn thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử luôn tìm mọi phương thế thích hợp để giúp các tín hữu sống trong vẹn niềm tin của mình. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Khuynh hướng thích báo thù, dùng bạo lực để giải quyết tranh chấp, gây ra biết bao thảm họa cho con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho đức bác ái của Chúa Kitô tác động đến mọi sinh hoạt trần thế, để mỗi người biết yêu thương và tôn trọng nhau. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Thánh Phaolô cho biết, dấn thân theo Đức Kitô là sống bác ái yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết cố gắng thực hiện lời khuyên của vị tông đồ dân ngoại. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, trong đời sống chứng nhân thường ngày, chúng con gặp biết bao là thử thách gian truân. Vì thế, để có thể trung cương kiên bước theo Chúa đến cùng, sức riêng của chúng con không thể thực hiện được. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con đi trọn cuộc lữ hành trần thế. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Lạy Thiên Chúa từ bi, chúng con hiến dâng những lễ vật này để ta tôi và ngợi khen Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và dùng của lễ này mà thanh tẩy chúng con, hầu chúng con có thể dâng lên những tâm tình đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Là chính ra. Lời Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thần là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lời Chúa, Chúa thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thưng ơi, sau bữa ăn tôi, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa,
Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Anton chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự ân nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. 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 Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể từng người rời, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thánh Cha ra sáng, nương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thường hàng ngày, Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Giữa mắng chiến
này người ơi, có ai theo ngài không? Này con đây Chúa ơi, này con đây Chúa ơi, con xin theo ngài, con xin theo ngài. Tôi biết rằng dù rằng theo ngài ngàn muôn đắng cay, Chúa tình yêu là dâng hiến, là dâng chọn lựa là hy sinh, chọn lựa là hy sinh. Con đây quyết chọn ngài, con chọn ngài Chúa ơi. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và đã được rước mình vào máu con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào. Xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Oh, no.